mọi người, lại là mình. Ủa mấy kính nè, số thẻ của mọi người hiện tại là bao nhiêu rồi? Được 120 chứ các bạn ơi. Và mình hôm nay đi kiếm thẻ tiếp ha, để hoàn thành nha mọi người ơi. Và hiện tại mình đang ở cái map trống này, cực kỳ trống luôn, không có ai luôn. Và mình đang làm mini game tặng cái gói chào mừng này cho các bạn nha. Với điều kiện video này được 1000 like nha. Với lại là các bạn nhớ like video và đăng ký kênh cho nó nhanh lên nha. Rồi, các bạn để ID game của mọi người bên dưới nha. Rồi bây giờ mình và Tường Huỳnh sẽ đi tìm 4 vị trí bên khu nghỉ dưỡng nha các bạn ơi. 4 vị trí quả xoài ha. Ngày hôm nay là bên khu nghỉ dưỡng, xong rồi mình sẽ nhận phần thưởng là xoài bù bẩm luôn nha. Rồi vị trí đầu tiên ấy, mới vô lần gặp rồi nè các bạn ơi. Mới vô lần gặp luôn rồi nè. Rồi vị trí đầu tiên nha, ở chỗ gần ở chỗ bán trứng này các bạn ơi. Đó, các bạn chạy tới xíu ngay cái bụi luôn. Rồi, dễ ợt ha. Nó có chỗ con đô đô đứng ngay chỗ đó luôn. Rồi vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai là vị trí tiếp theo ở đâu đây? Ở Phượng Hoàng Dê hôm nay mình sẽ có một shipper mới nha. Chở mình tới đây đây, chỗ cửa hàng nè các bạn ơi. Chỗ NPC nè, chỗ NPC nấu ăn nè. Đó, mình đang ở bên nước ngoài cho nên là nó ghi nước ngoài xíu. Đây, chỗ NPC nấu ăn này các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ còn hai vị trí nữa thôi nha. Còn hai vị trí nữa. Ủa ở đâu đây? À, chỗ NPC bán nước các bạn. Ủa, đây đây, trời ơi, sao cái túi này nó màu đen thù lùi vậy mọi người ơi. Chỗ NPC bán nước nha. Túi nó màu đen thù lùi à. À, còn một vị trí cuối cùng nữa thôi là đủ rồi các bạn. Rồi, vị trí cuối cùng các bạn ơi, vị trí cuối cùng. Vị trí cuối cùng ở đâu vậy? Vị trí cuối cùng Phượng Hình đang chở mình đi các bạn ơi. Không biết là chở đi đâu đây. Rồi chắc là ở trong nhà quá. Mình nghĩ là trong nhà rồi các bạn ơi. Rồi chắc là trong nhà. À không phải à. À đúng rồi, trong nhà rồi các bạn. Rồi Phượng Hình chở mình đi xuống dưới mặt nước luôn rồi. Sự kiện gì vậy? Túi xô ngay đây nha các bạn. Hết hồn. Rồi ngay cái chỗ đó luôn. Rồi hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi. Đây đây, để mình chạy ra chỗ đây cho mọi người biết cái khu nhà chỗ đây nha. Đó là cái chỗ khu nghỉ dưỡng. Xong các bạn đi tới chỗ đây, rẽ phải nha các bạn ơi, cái nhà đầu tiên nha. Cái nhà đầu tiên nha các bạn. Cái nhà đầu tiên nha. Đó, ở cuối bên góc, các bạn mới qua khu nghỉ dưỡng thì chạy xuống cuối bên góc trái luôn nè. Rồi các bạn sẽ thấy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một bé sồi bụi bặm các bạn ơi, nhận phần thưởng thôi. Wow. Đấy, bé sồi này các bạn cũng thấy có thể cưỡi được luôn nha. Ôi, ôi Phượng Hình cưỡi luôn kìa, ảo thế nha. Sao vậy? Ủa, cưỡi luôn các bạn. Ơi, cưỡi mất. Ủa, cưỡi mất 50 kim cương thôi các bạn ơi. Cưỡi thì mất có mất 50 kim cương thôi nha. Và Phượng Hình đang cưỡi kìa. Ôi, nó bự, phiên bản tí hon và phiên bản nhỏ xíu các bạn. Phiên bản tí hon, cưỡi có mất 50 kim cương à. Đó, các bạn nào chưa có muốn cưỡi thì cưỡi nha. Và cưỡi con này thì tốc độ bao nhiêu ta? À, nãy mình chưa xem tốc độ của mèo luôn nha. Tốc độ của mèo là 58 nha các bạn ơi. Và số tài hiện tại thẻ của mình đang là 115 trên 120 nha các bạn ơi. Mình còn thiếu 5 thẻ nữa ha. Bây giờ thì mình sẽ mở két trước khi đi lượm nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ bỏ những cái thẻ vàng đây nè. Những cái thẻ vàng này không cần thiết nha các bạn ơi. Mình sẽ đổi để mình kiếm những cái thẻ vàng tiếp theo. Hiện tại mình còn thiếu 2 thẻ vàng nữa, với lại là 3 thẻ thường. À, 2 thẻ vàng, một thẻ là ngày Hagu vậy đó. Với lại một thẻ cái gì đó ở phía trên. Để mình xíu mình mở coi thử là các bạn nha. Ra, ui, mình hoàn thành các bạn ơi. Mình hoàn thành được một cái gì nè. Không biết là bộ sưu tập nè, không biết là thẻ vàng, hy vọng đó là thẻ vàng nha. Rồi, những người bạn rừng xanh đó nha. Mở ra được thẻ xịn là nhã biết cho mọi người luôn. Những người bạn rừng xanh nha, 4 thẻ 4 sao. Còn 14 thẻ đó, mình thấy cái mở cái két xanh là lợi nhất luôn nha các bạn. Rồi, thẻ tiếp theo các bạn. Ôi, sao double thẻ à, những người bạn rừng xanh luôn vậy. Ui, vẫn là thẻ tím nha. Ui, sao 3 thẻ những người bạn rừng xanh luôn. Ui, lời trời. Hy vọng là sẽ... Ui, một thẻ bé bíp 5 sao. Hy vọng là cái thẻ của mình sẽ là thẻ vàng các bạn ơi. Tại vì thiếu 2 thẻ vàng lận. À, cẩn thận nắm độc hả. Rồi, tiếp tục luôn. Ôi, sao anh ta hay ra 2 thẻ trùng thế nhờ. Tiếp tục. Lại là thẻ gì đây? Ui, thẻ vàng các bạn ơi. Hả, đi đâu hết rồi nè. Thẻ 5 sao thẻ vàng nha. Ai mà thiếu thẻ này nữa, nhả bí cho mọi người nha. Hơi bị đã luôn ha. Rồi, tiếp tục. Năm nay lại một mình. Hai lưu mình. Rồi ơi, đã quá các bạn ơi, đừng thấy vàng rồi, đừng thấy vàng rồi. Còn 5 tặng 5 thẻ đó luôn rồi, có những thẻ mới làm mini game cho các bạn luôn. Bạn nào muốn tham gia mini, ui, một thẻ 5 sao nữa, mini VIP luôn. Muốn tham gia mini game của mình á thì trên TikTok nha, tầm 6 giờ hơn. Ui, một thẻ vàng, tầm 6 giờ hơn tối các bạn, thì mình sẽ mở mini game trên TikTok. Rồi, còn thẻ 5 sao. Quay, 4 sao nha các bạn ơi, rồi thẻ cuối cùng. Quay. Vậy là mình được 2 thẻ vàng nha các bạn ơi, thẻ 4 5 sao quá trời luôn ha. Nhả bí cho mọi người cực mạnh nè.
Rồi, có mắm chống đi lượm sướng lắm nha các bạn. Để mà có mắm chống thì các bạn nhớ ngoài mình nước ngoài nha. Ở đây có túi nè, 10 phút nó sẽ xuất hiện hai túi. Và nếu mà có mắm chống mới thì nó sẽ là 5 túi luôn nha mọi người. Thẻ tím. Ui, bắt chuột chuột. Quay một thẻ new của mình có được mọi người. Yeah. Vậy là mình đã 118 thẻ rồi các bạn ơi. Mình chỉ còn thiếu hai thẻ đó thôi. Ngày 2 với lại cái thẻ cắm lưới chạy nữa nè. Rồi, tin vui là có người đã tặng cho mình cái thẻ cuối rồi các bạn ơi. Chị Anna chị tặng cho mình một cái thẻ cuối luôn rồi. Ngày lửa chạy các bạn. Vậy là mình còn thiếu một thẻ cuối cùng nữa thôi. À, có một cách để kiếm mấy coupon rồi để mở cái con gấu mèo mới cho các bạn nè. Nhớ hoàn thành thành tích thẻ nha. Ở trong đây có 3 vé coupon này các bạn. Đây mình nhận phần thưởng luôn. 9 ngàn tiền sao 3 vé coupon. Wow, tiếp tục các bạn. 11 ngàn tiền sao 1 ngàn đá tăng cường luôn. Wow, cái này dùng để chế càng câu mới, tăng cường càng câu mới nha. Chuẩn bị con cá mới nha các bạn. Càng câu mới luôn. Bạn nào chưa biết thì xem lại video ngày hôm qua của mình. Hôm qua hôm kia rồi đó. Rồi 5 vé coupon luôn các bạn ơi. 15 ngàn tiền sao. Wow, quá đã luôn mọi người ơi. Rồi tiếp tục ha, tiếp tục. Rồi, còn ở trên đây nè, mới quan trọng nữa các bạn ơi, 120 kim cương, 12.000 tiền sao. Quá đã luôn mọi người ơi. Vậy là mình còn một bộ thẻ nữa các bạn ơi. Còn cái này là 150, 14.000 tiền sao nè mọi người. Ui, kim cương của mình đang lên quá trời luôn các bạn ơi. Còn một thẻ cuối cùng. Ngày Hagu nữa thôi, hy vọng là mình chuẩn bị mở ra ha. Sắp tới là mở ra ngày hôm nay hay gì đó. Rồi, vậy là mình đã lên được 3.001 kim cương rồi các bạn ơi. Tiền sao của mình cũng lên luôn. Đây, để mình mở cái này coi thử là nó có hay không ha. Rồi, mở cái túi thẻ đó luôn nha mọi người. Ở đây có túi thẻ xanh và túi thẻ vàng nè. Biết đâu là nó hên luôn các bạn. Tại vì ngày hôm nay nhà bác Hành không gửi bê vip cho mình á. Chứ vừa gửi bê vip là mình cũng khi là đủ các bạn. Trong bê vip cũng có gói nha. Và những túi thẻ hiếm nha. Rồi, túi thẻ vàng các bạn. Rồi, thẻ 3 sao là cao nhất rồi. Túi thẻ xanh nè, 3 sao luôn, cũng 3 sao luôn các bạn ơi. Vậy là bữa sau mình phải kiếm cái thẻ cuối cùng nữa nha mọi người ơi. 119 thẻ rồi, nhả ví cho các bạn nha. Ui, vẫn hợp tàu màu được 10 kim cương luôn. Rồi, bạn nào chưa có gấu mèo nữa thì nhớ nha, nhận vé coupon để lấy gấu mèo nha các bạn ơi. Đâu coi mình đang dư mấy vé coupon, 8 vé coupon luôn các bạn. Ôi, ngày hôm nay cái gói này được mở miễn phí luôn nè. Mở luôn. Bóc thăm cô bé gấu Linh Linh. Ủa hình như là trong giảm giá có bóc thăm các bạn ơi, bằng tiền sao nè. Bóc nha. Ủa, cái này là gói bóc thăm luôn nha các bạn ơi. Có cái mẫu được giảm giá đó nè. Bóc thăm bằng tiền sao đó mọi người, 3.007 tiền sao ha. Các bạn nhớ bóc thăm nha. Rồi, trong đây cũng có những cái vé miễn phí nữa nè. Các bạn nhớ bóc để lấy kim cương cũng được. Ở trong đây hên xui nó ra kim cương nha các bạn. Còn nếu ra mấy cái đồ đó các bạn lấy tái chế ra hạt mầm cũng được luôn. Rồi, để mình tái sử dụng hết cái này coi thử ra cái gì ha. Tiền sao là chủ yếu các bạn ơi. Ôi, hồi nãy tính ra mình nhận được một mớ tiền sao, một mớ kim cương đó các bạn. Miễn phí nè, được 3 hộp nè. Mở. Bóc thăm nàng rồng. Ui, ra gì đây? À, đôi dép các bạn ơi. Đôi dép, tiếp tục. Ôi, ghế hoa sen, tiếp tục luôn. Ôi, một cái bàn sen các bạn ơi. Các bạn bóc được gì để lại bình luận phía dưới nha. Mình vẫn còn 8 vé coupon. Rồi, cái tiền sao hồi nãy của mình là 480 à. Mình lên được 500 mấy tiền sao các bạn, 3 mấy cái kim cương luôn rồi. Ôi, quá đã các bạn. Nhả ví cho mọi người full thẻ nha. Mình còn một thẻ cuối cùng thôi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp đây. Bye bye, hẹn mọi người video tiếp theo nè. Bye bye.